Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kilivka, chiếm được toàn bộ ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngôi làng lân cận. Đồng thời, các cuộc tấn công trên bộ đầu tiên nhằm vào Makivka đang được tiến hành. Sau nhiều tuần ngừng hoạt động, mặt trận hướng tới Kupiansk đã trở nên nóng bỏng. Kênh Toby Ajodili cho biết, trên hướng Kupiansk, cuộc tấn công của Nga không chỉ được thực hiện gần Kilivka và Kulitarovka mà còn gần Kadamali. Quân Nga chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía tây Khamadi và tiến về phía Pachani, tiến gần đến khu định cư. Kênh Diba cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Đổi lại, Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào trận địa phòng không Nga ở mũi Kharkiv tại Crimea mà không có thương vong. Theo hướng Liman, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Makivka, thiết lập quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía đông. Theo kênh Diba, trên mặt trận Bắc Adipka, quân Nga đang tiến về phía Akhangargi sau chiến tại Karamil sau khi họ dọn sạch Novokanov. Áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Theo kênh Surakamap, tình hình phía tây bắc thành phố Donetsk, trong những ngày qua, quân đội Nga đã nhằm quyền kiểm soát hơn 30% diện tích Natalov. Mặt khác, những thay đổi đã xảy ra tại Nevika và các nhà kho, cũng như các khu vực xung quanh vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch cho biết, bước tiến nhanh hơn lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tại Netalovo. Cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng. Kênh AV Volkory đưa tin, Bộ Quốc phòng xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novobakhmutovka trong trận chiến gần Adipka. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của 3 lữ đoàn 142-2868 của Ukraine tại các khu vực Leninskoy và Semenovka. 10 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc các lữ đoàn số 23, 171 và trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 của Kiev đã bị đẩy lùi trong các khu vực của khu định cư Nogorokovskoy, Ocheritino, Novobakhmutovka, Netalovo, Berdichi. Trong ngày, Nga loại khỏi vòng chiến 380 binh sĩ Ukraine, ngoài ra còn có một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện bị tiêu diệt. Kênh Diba đưa tin theo hướng Donetsk. Các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa trong thành phố Karanogorivka. Các đơn vị Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở Natalovo, nơi Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân về phía Karivka. Kênh Military Summary cho biết, với việc tiến vào Karanogorivka về phía trạm xăng, lực lượng Moscow hiện có thêm lựa chọn để tiếp tục tấn công trên bộ theo nhiều hướng khác nhau. Mặt trận xung quanh Kherson cũng trở nên khá sôi động nhờ pháo binh và máy bay không người lái FPV. Kênh Magnolikles cho biết, tình hình ở Karanogorivka đối với lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn do họ không có nhiều cách để rút lui như thoạt nhìn. Đầu tiên là về phía tây, sau theo tuyến đường sắt. Thứ hai là phía bắc dọc theo con đường hướng tới Karovka. Con đường từ phía nam đã bị quân Nga phong tỏa, các tuyến đường còn lại đang bị hỏa lực kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 40 đợt tấn công của Nga bị đẩy lùi ở Adipka. Ukrainka Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 28 tháng 4 của Bộ tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật theo hướng Adipka, quân trú phòng đã đẩy lùi 40 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày 112 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, Nga đã phóng một tên lửa, thực hiện 49 cuộc không kích và 77 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Adipka, Novopavlovka, Orekhov và Kherson. Trong ngày, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 3 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã làm hư hại một điểm kiểm soát của Nga, báo cáo viết. Udenka Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 28 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đa số thế giới có thể và phải buộc Nga đạt được một nền hòa bình chính đáng và con đường này có thể bắt đầu vào tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Ông nói, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình khai mạc vào tháng 6 và nhóm của chúng tôi đang cùng với nhóm đối tác quan trọng làm việc để biến Hội nghị Thượng đỉnh thật sự mang tính toàn cầu. Chúng tôi có thể nói chắc chắn tất cả các châu lục sẽ có đại diện những khu vực khác nhau
trên thế giới, những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu, nhưng tất cả họ đều thống nhất bởi cùng một sự thừa nhận rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế cơ bản là những tài liệu ràng buộc đối với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả một quốc gia như Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đa số thế giới phải buộc Nga phải hòa bình và có thể làm được điều đó. Chính vào tháng 6, con đường dẫn tới hòa bình công bằng có thể bắt đầu. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, ông Zelensky cũng lưu ý trong bài phát biểu của mình rằng Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực sự các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU và bây giờ phía EU phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào mùa hè này. Chúng ta cần một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, liên minh không nên sợ hãi trước sức mạnh của chính mình và trốn tránh nền tảng của chính mình. Mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng thực sự bảo vệ chúng đều xứng đáng được mời tham gia liên minh, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga ngày 28 tháng 4 đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine và cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía Tây khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, 8 xe cơ giới, 2 pháo, 1 súng dã chiến, 1 hệ thống pháo tự hành và 1 khẩu pháo. Tương tự, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cũng đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm chiến đấu phía Nam ngày 28 tháng 4 đã loại khỏi vòng chiến 360 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới, 2 khẩu súng dã chiến, 2 khẩu pháo, 1 khẩu súng chống tăng, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn dược của đối phương. Trong khi đó, Nga cho biết nhóm lính Battle Group Center của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Novobakhmutivka, Donetsk và đẩy lùi 10 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhóm này đã khiến Ukraine mất 380 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài trong 24 giờ qua. Trong ngày, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga cũng gây thiệt hại về hỏa lực cho 3 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, khiến đối phương tổn thất 50 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo M777 và 2 trạm tác chiến điện tử. Ngày qua, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 5 tên lửa chiến thuật ATACMS và 46 máy bay không người lái UAV của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine ngày 28 tháng 4 đã tấn công làng Voneshenovka thuộc tỉnh này bằng 10 UAV khiến 8 người bị thương. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk, Nga, ông Roman Starovoy cũng báo cáo về các đợt tấn công của Ukraine vào 5 khu định cư của tỉnh này. Các vụ tấn công làm hư hại 4 ngôi nhà và mất điện ở một số khu vực. Ukrinform dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksiy Sisky, ngày 27 tháng 4, rằng tình hình trên chiến trường Ukraine đang leo thang khi giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên khắp các chiến tuyến trong tuần này. Tình hình mặt trận ngày càng leo thang, Nga cố gắng giành thế chủ động chiến lược, đột phá tiền tuyến, tập trung lực lượng lớn trên nhiều khu vực và tạo ưu thế đáng kể về lực lượng, phương tiện. Họ tấn công tích cực dọc toàn bộ tiền tuyến. Ở một số khu vực, họ đã đạt được những lợi ích mang tính chiến thuật, theo ông Sisky. Ông Sisky cho biết, tình hình khó khăn nhất là ở hai thành phố của tỉnh Donetsk là Pokrovsk và Kurakhove, phía tây Avdiivka, nơi giao tranh tiếp diễn từng giờ. Theo vị tổng tư lệnh, Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn để tấn công khu vực này. Ông Sisky nói rằng quân đội Ukraine đã rút lui về phía tây khỏi các làng Berdychi, Semenivka và Novomikhailivka đều thuộc thành phố Pokrovsk. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 28 tháng 4 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 49 cuộc không kích và 77 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.